Đây là coi vàng này, nãy mình có quay sơ qua rồi, bây giờ để mình show lên trực diện lên một con cho anh em xem. Đó, dù mình show con vớt được con nào thì mình show con đấy, vớt con mấy con trống. Coi vàng này đẹp mê ly luôn. Một cái dòng cũng rất là hot hiện nay, có sông kiếm. Lên một em sâu, ui rất là lanh. Sâu. Nó nhảy tùm lum hết rồi. Ui. Sông kiếm này mình sâu một số em sông kiếm này. Mình vớt đại chứ không có chọn lọc cá đẹp cá xấu hết. Nhưng mà đa số thì cá ở đây thì giống nữa nên là chọn lọc, đa số là đẹp hết rồi. Đó là mấy em sông kiếm này, nhìn rất là đẹp. Những cái này mà anh em nào mà chơi thì vô tầm 2-3 cặp bỏ trong một kính thì ngắm mãi. Đây là coi xanh này, bây giờ mình sâu con mái trước, xíu nữa mình sâu con trống sau, mình vớt lên một hai con này để mình sâu. Nhìn coi xanh thì nó hơi trọc một xíu, nhưng mà nhìn vô trong hồ kia thì nó đẹp. Bỏ vô trong cái hồ mà có cái nền á thì nó ánh lên cái màu xanh của con cá, chỉ coi cái kim trên đầu á, còn sâu như thế này thì nó không có rõ cho lắm. Cái đuôi thì giống như con ivory á. Này mình quay lại gần thì thấy được bỏ trong cái nào mà có cái nền này ánh lên được cái kim trên đầu không, còn vô trong hồ kính thì để bên ngoài thì nó cháy vô không thấy rõ cho lắm. Còn đây thì mình chưa rõ tên lắm, rồng, đuôi thì rồng nhưng mà mình thì sẽ thu ha. Để mình cùng sâu lên cho anh em xem. Vô hả? Còn đây thì có phin không, nhưng mà anh thấy ít phin quá, một số có phin à. Đây là hai máy đĩa à, hai máy đĩa mà ra nhiêu đây thì quá ok. Sọt mình đĩa con là sọt đúng không? Bình thường. Đây là HB Blue sọt này. Cho mình sao thử dòng lên. Ủa sao con mấy con màu đỏ vậy? Đỏ lai ra màu. Lai à. Lai ra màu luôn. Đó, đây là HB Blue sọt. Nhìn mong manh dễ vỡ. Rất là đẹp. Cá tơ luôn. Đây là HB Blue. Đúng, anh nuôi từng khỉ riêng. Đây là hiện tại con quay xanh này này, con trống á, nhưng mà đang ghép với lại HB Blue. Ở trong đây thì nó hơi không có rõ, để mình ra đây mình sâu cho nó rõ hơn. Đó, hồi nãy mình có sâu con máy coi xanh này. Đây là con trống. Đó, con trống. Trống nhìn rất đẹp. Cái dòng này thì có cái nền á thì mình nhìn nó mới đẹp, chứ còn không có nền thì nó không có xem hết được cái màu của nó, full màu của nó. Bây giờ mình sâu một em rồng tím lên. Hồi nãy thì ở dưới hồ số lượng rất là nhiều cho nên mình không quay được cái cặn cánh. Giờ mình bắt ra một em mình quay cặn cánh cho nó. Nhìn rất là bắt mắt.
Đây là Dumbo số lượng lớn này, hàng ngàn con trên một hồ, rất là đông. Nhiều tay cái Dumbo không? Rất là nhiều. Mình nhìn mắt thường á, cảm nhận hết được cái nhiều của cá. Còn quay lên đây thì nhiều khi mắng với lại gượng sống á. Đây là rồng tím. Cái này là cá máy, rất là sung, toàn bộ là cá giống này anh em. Giống nhìn rất là bắt mắt. Đó là máy, còn đây là trống này. Còn đây là trống. Mình mất tay cho nó lại. Cho anh vừa giờ cái nghĩa. Rất là nhiều dòng cá cho anh em tham khảo. Đó là rồng tím này. Cá rất là khỏe, cái to. Đây là rồng tím, một trong những dòng đang ở tại đó. Đây vẫn là rồng tím luôn. Rồng tím ở đây rất là nhiều. Wow, con là thôi chứ cú nào cũng năng. Rất là đây mới nhìn cái bát mắt này. Đây là mu ly hiện tại đang ở tại thì gần cả ngàn con. Đây là một trong số 5-6 tại ở đây thôi. Cá rất là thích. Yo, cần quét cái tay cái là quay lại đều đông đông. Bên này là mu ly giống nè. Mu ly giống mua lại coi, còn ngủ nào cũng nằm luôn đó. Mu ly giống hết. Bên này cũng mu ly này. Đây là người ta nuôi để nó như thế này, cá con này rơi ra ngoài rất là nhiều, bên lớn mới tách ra được. Đây cũng mu ly luôn này, full mu ly hết. Bên này thì dòng chắc hơn là mu ly ngựa vàng, giá chắc hơn rất là nhiều so với lại mu ly bình thường. Nên tham khảo mu ly ngựa vàng. Mình vô bên trong này, mình quay thêm một số dòng trong này nữa. Mình xuống hồ luôn nha. Xuống hồ luôn quay. Wow, đây là Dumbo sọt này. Dumbo sọt. Nước thì hơi sâu cho nên cá lành. Nấp hết. Quay lại gần Dumbo sọt. Rất là thích. Mấy đại lên con Dumbo sọt nữa. Mấy đại lên một con máy đi. Wow, lên. Dumbo sọt này, đây là con máy này. Đó. Bên này vẫn là Dumbo luôn. Dumbo bên này thì đàn bay bay. Đó, đây là dạng rất là nhiều. Nên là đa số là trống, còn máy là ở ô khác. Đây là cây giống cho nên là không có ghép. Khi nào mà có khách đi mới ghép. Mời về đàn đàn Dumbo. Quay rất là to, khủng luôn. Trại mình thì ở bên Thủ Đức nha anh em. Đó, anh này từng như vây này. Nghĩa, lượm cho anh cái hồ sâu ấy hả? Lượm cho anh cái hồ sâu ấy. Nước trong á, nước trong hồ trên á, nước từ cầu quay. Anh Trâm buồn. Mình quay bằng cái máy quay, cho nên là không có được nét như mà mình sao trên cái quay bằng cái điện thoại. Nhưng mà nhìn cá vẫn là chất lượng. Sao nguyên dân đóng lên rồi coi này. Ý vô. Đóng lên nguyên một lần, nó xúc đại lên một lần. Ở bên kia cũng mua lên người quen luôn. Bên qua đấy mình làm em lên mình sâu.
Hữu Liên ở Văn này. Đó, đó là làm cặp lên sau cho anh em xem. Lạnh quá. Đó, lên con thôi. Vô nào. Đó. Anh em xem. Đây là mu ly ngựa vàng này. Nhìn rất là đẹp. Này ranh chu. Ranh chu thì khỏi nói, dòng cá này rất là dạng. Khá quen. Chỉ cần quất cái tay thế này là bù lại cái bay đàn. Ở đây thì tại thì có nhiều dòng cho anh em chơi làm giống, và cũng có nhiều dòng cho anh em mới tập chơi cá mà loại ra đó. Thì anh em nào mà mới tập chơi thì chọn những dòng rẻ tiền thì chơi cũng được, còn anh em nào mà làm giống thì chọn những dòng khác, những dòng chắc hơn. Đây là con môi vàng này. Không, bên đây bên ngoài, bên trong này có rất là nhiều hàng trăm hồ bên trong nữa, rất là nhiều cá, nhưng mà đặc biệt là mu ly thì xa thắm. Chỉ cần mấy cái tay này, thấy các bạn không? Chỉ cần mu ly mấy cái tay cái là bay, là nó dù luôn, bay luôn. Nó mu ly đó, đó. Nó liền luôn. Bên này nữa cũng mu ly luôn. Full mu ly. Nguyên một đàn. Trên mu ly, dưới mu ly. Ngoài ở đây thì tiêu thụ chắc trên 1kg từng chỉ, khoảng là mù ly luôn. Đó. Chỉ cần cái tay mà ngắt lại là bù lại rất là đông, nhìn rất là thích. Đó, mù ly nữa nè. Trời ơi, nhìn thích luôn. Bên này, nhưng mà tại vì trong này nó hơi tối, một em mu ly đang làm nghỉ ngơi trưa. Thì nãy giờ mình có quay một số dòng cho anh em tham khảo, thì mình không thể nào quay hết được tại vì số lượng cá này rất là nhiều, cho nên là anh em nào có xem qua clip hay là muốn nuôi thì chi tiết thì mình để dưới phần mô tả có thông tin liên hệ anh em tham khảo. Tại của mình là ở bên Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, rất là nhiều dòng, từ học sinh sinh viên cho tới dòng cao cấp, cá giống hay là cá cho anh em tập chơi đều có hết.